trong cái đêm chung kết thì là bạn khóc và tìm mẹ đúng không? Thì trong những cái lịch trình rất là bận rộn như vậy thì mình đã được gặp lại gia đình chưa, được nói chuyện với bố mẹ chưa? Rất là tiếc thì mình chỉ được gặp lại mẹ sau cái hôm ngay sau khi đăng quang một chút, sau đó là mẹ sẽ về ngay. Và đến nay thì mình cũng chưa gặp được gặp lại gia đình, chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại thôi, mà không được gọi video nữa bởi vì mình bị mất điện thoại rồi. Bị mất điện thoại là tức sao? Là bị thất lạc điện thoại ạ. Trong cái túi đồ của mình ở nơi tổ chức sự kiện thì nó đã bị thất lạc, nên là bây giờ mình đang tìm lại. Nên là hiện tại thì mình vẫn đang chưa có điện thoại để cập nhật tin tức ở trên mạng xã hội và cũng chưa thể gọi về cho gia đình được. Nên là cũng rất là tiếc vì điều đấy. Còn việc trở thành Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 thực sự là một điều rất là may mắn với mình. Và đến bây giờ thì mình vẫn chưa thấy có nhiều thay đổi lắm, bởi vì đơn giản là mình vẫn chưa biết được rằng là họ đang nói gì về mình, cũng chưa thấy được tin tức của mình á. Và cũng khá buồn cái là mình chưa có nhiều tin tức và mình cũng vẫn khá là mờ nhạt so với cả hai bạn. Nên là mình cũng cảm thấy rằng là cuộc đời của mình vẫn chưa thay đổi nhiều, nhưng mình sẽ cố gắng trong tương lai sẽ có những cái bứt phá hơn nữa. Vì sao Hoa đang lại nghĩ là mình lại khá mờ nhạt hơn hai bạn? Bởi vì là mình vẫn là một gương mặt khá là mới. Và từ khi mà trở thành Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 thì mình khá tự ti. Tự nhiên sau khi mà đạt danh hiệu xong thì mình cảm thấy khá tự ti, bởi vì mình không thuộc về gì cả, mình cảm thấy mình không thuộc về gì cả, nên là cũng không có nhiều bài báo, cũng không có nhiều tin tức, cũng truyền thông cũng chưa có nhiều. Nên là mình cũng khá là buồn vì điều đấy. Nên là mình rất là mong rằng là trong cái quá trình mà mình thực hiện nhiệm kỳ của mình sẽ có những cái bứt phá, có những cái bước đi thật là thành công và sẽ làm được thật là nhiều điều tốt và lan tỏa thật là nhiều điều tới cộng đồng. Bây giờ đặt trường hợp nha, nếu mà tối nay tìm được điện thoại á, thì Hoa Đan sẽ làm điều gì đầu tiên? Mình sẽ live stream trên Facebook luôn mọi người ơi. Chắc nhá. Ok. Mọi người là tối các gì? Bạn khán giả ơi, thì Hoa Đan cũng vừa chia sẻ rằng là vừa đăng quang Á hậu một cuộc thi lớn như vậy nhưng mà mất điện thoại nên không cập nhật được nhiều, nhưng nè sau này thì mấy bạn nhớ ủng hộ cho Hoa Đan nha.